Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Majin Buu Channel và mình là Buu đây. Ok mọi người, hôm nay thì nó đã có Microsoft nó đã có cái phiên bản update mới nữa, là cái phiên bản update dành cho dev á, để mà check, để mà kiểm tra lỗi, để mà cái dạng là dev mà thì nó có cái bản của sau cái bản 22518 này nó là bản bao nhiêu nha mọi người nha. Mình bây giờ mình vào Windows Update để mình check xem coi hôm nay nó sẽ ra phiên bản bao nhiêu nha. Ok, thì hôm nay mình sẽ check update để mình update lên cái bản mới và mình kiểm tra coi cái bản mới nó có cái gì, điều gì đặc biệt nhất trong cái phiên bản mới. Đây, đã có rồi đây, Windows 11 Insider Review bản 22523. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bản 22523 này nó sẽ sau cái bản 22518. Đây, đấy. Rồi bây giờ mình check và install thôi mọi người nha. Rồi Bu sẽ tiến hành install cái bản 22523 vào máy của Bu để Bu xem coi có cái điều gì gọi dạng là mới nhất và nó có cái đặc thù gì lạ cho mọi người xem nha. Ok, mọi người đợi xíu cho nó cài đặt nha. Ok mọi người, sau khi mà cài đặt xong rồi nó sẽ yêu cầu chúng ta restart lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ restart cái chỗ này lại nha. Ok mọi người, thì sau khi nó restart lại và nó update lên tinh lang tang, nó làm đủ thứ các cái quy trình update của nó thì nó đã vào được cái màn hình login. Rồi bây giờ mình bắt đầu login vào nha, coi nó có gì thay đổi nha mọi người nha. Rồi đây là phần login vào. Đây mọi người kiểm tra nha, bản bây giờ cái phiên bản nó đã lên là 22523. Kiểm tra trong Windows version coi nó lên chưa nha. Đây mọi người nhìn nha, đây là bản Windows version 22523 dành cho dev ha. Thì cái này là nó chưa có công bố ra ngoài đâu, nó mới cho dev test thôi. Thì cái phiên bản này là phiên bản của Windows 11 của trong cái phần gọi là Insider Review. Thì mọi người nếu như chưa biết cái chương trình Insider Review như thế nào thì mình có một cái video để hướng dẫn mọi người chơi vào cái chương trình Insider Review ha. Mọi người xem lại video đó trên góc bên đây ha. Thì nó sẽ có cái chương trình, cái cách để mà mình link cái account của mình để tham gia chương trình Insider Review để mình có thể vào những cái version của dev để mình có thể test những cái bản mới nhất. Thì ok mọi người, thì với cái bản Windows mới này, cái bản 22523 thì theo thông tin như của mọi người đánh giá trên các trang Microsoft Tech á, thì nó nói cái phần thay đổi to lớn nhất đó là phần nó đưa cái phần uninstall app, uninstall program á, program feature á, hồi trước mình dùng á, thì nó đưa vào trong phần setting ha. Bây giờ mình vào đây mình kiểm tra ha. Đầu tiên vào control panel ha. Thì về cái tương lai thì mọi người mà sẽ có một cái chỗ mà nó sẽ bỏ dần đi, mọi người thấy không? Cái này nó sẽ bỏ dần đi, nó ít dần đi và nó sẽ dẹp luôn cái control panel này để nó đưa vào phần setting. Thì mình chọn vào small icon ha. Thì khi mà mình bây giờ mình sẽ vô cái program feature. Đâu rồi? Đây, bên này. Này ha. Rồi, kéo nhỏ lại nha. Program feature. Đây. Thì mình click vào đây. Đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ nó hoàn toàn thay đổi. Nó đổi qua cái app này luôn rồi. Khi mà click vào program feature thì nó đưa qua thành cái trong setting và app. Chứ nó không mở ra cái bảng giống như hồi trước nữa. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là một cái phần bỏ nó tinh chỉnh, nó hạn chế dần những cái phần nào mà chức năng ở trong control panel này nó sẽ đưa dần qua bên phần setting. Thì đây là cái phần app, và khi mà chúng ta muốn uninstall chúng ta click cái dấu ba chấm này và chọn uninstall. Nó không còn nằm ở cái phần mà cái ô vuông trong control panel nữa mọi người nha. Update app thì nó cũng vô đây, nó update rồi. Mọi người thấy chưa? Thì đây là cái bản mà thay đổi lớn nhất của Microsoft trong cái phiên bản 22523 này mọi người nha. Thì sau khi update bản 22523 thì đây là cái phần thay đổi lớn nhất. Có nghĩa là nó đưa cái phần uninstall app vào trong phần app của setting để nó không để phía bên ngoài nữa mọi người nha. Ok mọi người, thì đây là cái thay đổi lớn nhất mà Microsoft nó sẽ làm cho cái phiên bản Windows 11 và ở cái phần update mới nhất của nó đưa ra là 22523 mọi người nha. Ok, mọi người có muốn test cái bản này thì nhớ xem cái video mà mình hướng dẫn mọi người access vào cái chương trình Insider Review
hoặc là mình cũng có thể có một cái đường link ở phía dưới để mọi người download cái file ISO của thằng này về để mọi người tự cài nhé. Thì nhưng mà hay nhất thì mọi người nên join vào cái chương trình này, rất là hay, nó dành cho dev và nó sẽ liên tục cập nhật những cái gì, những cái feature mới của Windows 11 hoặc là những cái gì của Microsoft nó đưa ra, nó sẽ cập nhật trong cái chương trình này để mọi người có thể sử dụng trước và feedback lại cho nó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Bu, và đừng quên cho Bu một comment bên dưới để cho Bu biết mọi người cần gì nhé. Bye bye mọi người.